Đó, giờ đây là Quy Chiến, Quy Trần nè. Quy Trần làm gì đây? Rồi, bị Hanh Đàn lấy được banh. Xong rồi chuyền cho Quy 11 con nè. Quy 11 làm gì đây? Quy 11 sọc lên cho Hanh Đàn. Ủa lộn, cho Kiên Nhẫn. Kiên Nhẫn nghịch lại cho Đức Công. Sút, quá đẹp luôn em ơi. Rồi, 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 căng rồi em ơi, căng rồi, căng rồi, căng rồi. Rồi, rồi, trời ơi, trời ơi, em biết gì chưa? Né, căng rồi em ơi. Rồi, bây giờ là, trời ơi, trời. Né, Hanh Niên nói xanh này chơi xấu phải anh em, hồi nãy giờ là tôi thấy là chơi chơi xấu. Hello mọi người nha, thì tôi là Quý Một Quán anh em ơi. Thì hôm nay tôi sẽ giống như là quyết định đá lại với team của Quy Trần nha anh em ơi. Đó, thì hôm nay tôi sẽ đem cái cúp này ra ngoài sân banh. Đó, tôi hách thức team của Quy Trần. Thắng được team của tôi thì tôi sẽ đưa cái cúp này cho team của Quy Trần luôn nha anh em ơi. Đó, thì khá là nhiều anh em yêu cầu là anh Quý ơi quay dài dài ra đi. Hôm nay thì tôi sẽ đá hai trận lần nha anh em ơi. Đó, nên anh em nhớ xem hết clip để mình có động lực ra nhiều clip hay cho anh em xem nha. Thì bây giờ thì tôi sẽ đi ra sân banh nha anh em ơi. Đó, thì đem cúp này ra cho Quy Trần luôn. Hy vọng hôm nay là Quy Trần sẽ giành chiến thắng nha anh em ơi, chứ team tôi là bất bại vậy anh em à. Ô bây giờ đi thôi anh em ơi, thì tôi đã ra sân banh rồi nha. Thì team Quy Trần là có hình bò luôn anh em à, giống như là thằng đồng 2k6. Còn đây thì anh em cũng biết thằng Quy Trần đá như thế nào đúng không? Thì hôm nay thì tôi với anh Đức Cống sẽ đầu tư cái cúp này đó. Quy Trần mà đá thắng cho cúp này luôn rồi. Ok chưa? Ok. Thôi là giờ thêm này nữa được không? Đá thắng cho nguyên cái đống này luôn. Ok luôn. Ok luôn không? Ok. Rồi bây giờ chuẩn bị chưa? Chuẩn bị. Rồi bây giờ bắt đầu trận đấu nha anh em. Rồi thì bây giờ là bắt đầu trận đấu nha anh em ơi. Đó thì team có Quy Trần anh em, thì tôi có đầu tư một cái cúp anh em, nếu mà team Quy Trần thắng là được cái cúp đó nha anh em ơi. Đó để cho team Quy Trần giống như là có động lực để mà giống như là chiến thắng của team của tôi anh em. Đó thì team của Quy Trần là có hình bò rất chi là khéo luôn nha anh em ơi. Đó thì anh em nhớ xem hết clip nè để coi có team tôi giống như là giành chiến thắng giống như là team Quy Trần sẽ như thế nào nha. Đó thì mới vô thôi là team Quy Trần đã giống như là vô team tôi là một trái rồi anh em à. Đó thì lúc đầu là team tôi giống như là chưa có quen anh em, team tôi là hánh lặt kèo mà anh em, khúc đầu thua khúc sau mình gỡ kèo đó mới gọi là đẳng cấp nha anh em ơi. Đó thì bây giờ thì anh em thấy không, trời trời nó cũng đen thui hết trơn rồi, trời chuyển mưa anh em à. Đó đây là vị trí của hình bò. Đó, hình bò làm gì đây? Hình bò là hán cho Quý một ngón, nguyên ngón bắt ma 30k làm gì đây? Trời nhiễm nó xúc vô rồi anh em ơi. Đó bây giờ là Quy Trần, Quy Trần chuyền cái hình bò xúc vô nè, chưa chơi mua hai trái rồi anh em à. Chắc cái kiểu này là tôi bị mất cái cúp quá anh em ơi. Đó thì anh em thấy không, trời nó đen thui hết trơn rồi anh em à. Đó thì bây giờ tôi sẽ bình tĩnh như là gỡ kèo để cho anh em xem nha. Thì bây giờ anh em nào chưa nhấn like đâu, giúp tôi nút like để mình được giống như là 20k like cho anh em ơi, để mình có động lực ra nhiều clip hay cho anh em xem nha. Rồi bên đây là vị trí của Thanh Đàn nè. Thanh Đàn lại gì đây? Sút quá hay, lòng hán là cũng ngon, lấy được 30k nha anh em ơi. Đó bây giờ đây là vị trí của Đức Cống nè. Đức Cống chuyền cho Quý 11 con. Quý 11 sút gỡ kèo trong vòng một bách nhạc nha anh em ơi. Đó bây giờ là tỷ số là đang ngồi hòa nha anh em ơi. Đó thấy bên kia là giống như là vô ghiền đá nha anh em ơi, thì cái team bên kia là toàn là dân ghiền không mà anh em à. Đó đá cho ghiền anh em, thì anh em nào biết đá ghiền bóng đá thì đó tôi cũng biết đó anh em à. Đó Quy Trần sút quá trời quá hay luôn nhưng mà không có vô nha anh em ơi. Đó giờ đây là Quy Chiến, Quy Trần nè. Quy Trần làm gì đây? Rồi bị Thanh Đàn lấy được banh, xong rồi chuyền cho Quý 11 ngón nè. Quý 11 ngón làm gì đây? Quý 11 ngón sọt lên cho Thanh Đàn. Ủa lộn, cho Kiên Nhẫn. Kiên Nhẫn nghịch lại cho Đức Công. Sút quá đẹp luôn em ơi. Trời ơi trời, em thấy gì chưa? Team tôi là phải phối hợp như thế đó, chứ như là mới gọi là đỉnh cao nha em ơi. Rồi Quý 11 ngón cục hai chơi chúng mình Kiên Nhẫn. Sút trời ơi trời, cấp chưa anh em ơi. Đó bây giờ là team tôi là ăn hai trái rồi, không ngờ bạn này xuất vô là còn ăn một trái nha anh em ơi. Trời ơi team tôi nói thiệt chứ anh em á, có đá dữ lắm anh em à. Rồi đây là vị trí của trời ơi trời, nhiễm nó Quy Trần xuất vô rồi anh em ơi, căng lắm anh em à. Phút này tụi tôi giống như là đá hết sức, căng lắm anh em ơi. Đó bây giờ là bình tĩnh xử lý nha. Rồi còn đây là vị trí của Tiến Anh đây. Tiến Anh làm gì đây? Đó thì đang giống như là tranh cúp nha anh em ơi. Đó Quy Trần giống như là quyết định giống như là phải lấy cái cúp này nha anh em ơi. Đó xuất anh em không, xuất những cái góc rất kia là hiểm luôn nha anh em ơi. Quy Trần trời ơi trời, anh em thấy chưa, nó có bao nhiêu sức là nó búa hết bao nhiêu luôn anh em à. Đó bây giờ là vị trí của Kiên Nhẫn đây. Kiên Nhẫn làm gì đây? Kiên Nhẫn truyền cho Đức Cống nè. Đức Cống làm gì đây? Rồi Đức Cống xử lý như thế nào đây? Đức Cống truyền cho giống như là Thanh Đàn. Thanh Đàn xúc trời ơi, hay đó nhỉ, làm cái gì vậy trời. Lúc này mưa thì giống như là tem bạn là chạy vô hết trơn rồi nha anh em ơi. Đó tem bạn đông quá cái trưởng luôn anh em ơi. Rồi bây giờ làm gì đây? Rồi Quý Quán làm gì đây? Xúc nhưng mà lên trời nha anh em ơi. Khúc này tôi thấy hổ môn lên cao á anh em, tôi đứng câu vô cái gua luôn nhưng mà nó lên trời anh em à. Đó bây giờ là Quy Trần truyền cho Hịnh Bò nè. Hịnh Bò truyền cho giống như là Tiến Đạt. Ủa lộn gì tôi cũng biết nó quên nè anh em ơi. Rồi bây giờ làm gì đây? Trời ơi trời, hổ môn bên tôi là chụp kinh lắm nha anh em ơi, nó nên là không sợ thua nha. Rồi Đức Cống làm gì đây? Xúc trời ơi trời, cái gì mất xúc lên trời anh em ơi. Rồi Đức Cống nè, Quý Một Ngón truyền cho Đức Cống nè. Đức Cống làm gì đây? Rồi
Chiên, trời ơi, bị bắt bài nè, anh em thấy chưa? Thủ môn anh kia rất chi là đẳng cấp luôn á. Thủ môn này đá vô mặt tôi nữa anh em mà, anh niên này quái thiệt anh em mà. Đó, bây giờ đá tiếp luôn nha anh em ơi. Rồi, xúc. Rồi, Quy Trần ghi bàn nữa anh em mà. Quy Trần cũng là quyết định lấy cái cúp của tôi nên đá rất chi là cẩn thận luôn nha anh em ơi. Rồi, được không? Chuyện cho Kiên nhá, xúc. Trời ơi, nhẹ nhàng và tình cảm luôn anh em ơi. Thì tôi giống như là đá hai trận á anh em, nó cho anh em xem cho nó đã mắt á anh em nói là anh Quý ơi, ra video có 10 phút và xem không có đã gì trơn anh Quý, ra 30 phút luôn đi. Đó, hôm nay tôi sẽ quyết định giống như là đá hai trận đấu, đá giống như là mồ hôi công sức của tôi để mà tôi giống như là đá cho anh em xem mãn nhãn nha anh em ơi. Thì anh em chỉ việc nhắn like giúp tôi thôi nha. Đó, tôi cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ đây là vị trí của giống như là Quy Trần nè. Quy Trần giống như là truyền về Hữu Môn, quả chỉ là đẳng cấp luôn. Bây giờ Quy Trần lại về đây. Quy Trần sút, không biết định sút, sút trời ơi, nhưng mà trúng được giống như là thằng Chí bên team tôi nha anh em ơi. Đó, thì bây giờ sút, trời ơi trời, trúng sàn ngang anh em ơi, cây dữ trời. Rồi bây giờ đây là vị trí của giống như là Kiên Nhẫn nè, Kiên Nhẫn truyền cái Đức Cống nè, sút trời ơi trời, cái banh nó đi quá chi là căng thẳng luôn nha anh em ơi, mẹ kinh điển đó. Bây giờ Đức Cống nè, Đức Cống giật gót quá là hay luôn. Ha, hay luôn, quá khéo luôn. Xong rồi, bị mắc banh luôn, quá đỉnh cao luôn. Rồi, bây giờ là bắt đầu lại nha anh em ơi. Rồi, bây giờ là sút. Trời ơi, trời, nó sút hết cốt luôn anh em à. Má bị nghe đó, ngu vậy. Hay ta này. Ngu như bồ ấy. Trời ơi trời, thằng Quách lùng nó chửi mình lé thấy ghẻ mạt trời. Anh Yên Mập này chơi giống như là ủi Yên Chí tém tôi anh em. Đó bây giờ là hai này đối đầu với nhau nè anh em nhìn nè. Đó dế với dế đáy với nhau nè. Ừ giữ lên. Ừ quá trời anh em ơi. Ừ Chí cố gắng rồi, quá hay luôn. Rồi chuyện cái Đức Công. Xong. Vô nhưng mà không vô nha anh em ơi. Má cây dữ trời ha, anh Yên Mập nó chơi ác như anh em. Xúc. Trời ơi trời, vậy mà Hữu Môn nó chụp được anh em à. Đó, thì dạo này anh em thấy tôi ốm nhơ móng nhách không anh em ơi. Thì lúc mà tôi trên Hà Nội anh em là tôi mập lù anh em à. Xong rồi cái tôi về anh em tôi không hiểu sao tôi đi đá banh ngày nào tôi cũng đá cái tôi sụt 7kg trong vòng với 1 tháng 2 tháng luôn anh em à. Đó trời ơi uổng quá. Mình nghe đắng luôn, anh biết thế không vào đá luôn rồi. Mày mà biết đá gì? Mày chắc không? Chắc. Mày quá khinh thường cao. Rồi thì bây giờ bắt đầu nha. Đó đây là hai con dế giống như là chạm mặt với nhau nè. Đó thì tem bạn như là cây thằng Chí bên tu lắm anh em à. Thì anh em nhìn nè, những cái pha nào mà nó căng căng tôi mắc cười lắm anh em à. Đó 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 anh em nhìn thấy không? Rồi kia dẫn xúc liền. Rồi vô luôn anh em ơi. Quá hay. Nhắm bằng tay bành mấy trái? Dạ em nhắm xuyên chục trái. Sao thịnh bợ nó nhắm ăn bên tôi chục trái dữ vậy? 15 trái. Thôi xong rồi. Trời ơi Trần, Hịnh Bò thì chốt 10 trái, thằng Quy Trần nó chốt 15 trái luôn anh em à. Đó trời, anh Niên này giống như là banh ra ngoài chơi xấu đá vô chân Chí nữa anh em ơi. Đó tôi đảm bảo anh em luôn rồi, tem bạn như là bây giờ là đang cay cái thằng Chí bên tôi cực kỳ luôn anh em à. Đó trời ơi, chế banh ra ngoài rồi mà nó dẫn đá vô cái chân người ta anh em à. Anh Niên này xéo sắc quá anh em ơi. Đó bây giờ nè, rồi đấu đá nhau rồi, quá trời hay rồi. Rồi quá hay luôn, trời ơi quá hay luôn, bây giờ xuống bóng vô đó. Trời ơi trời, công thức tu chí mà thằng kia nhận nó xúc không vô đây là rồi. Giống như là bị Hịnh Bò xúc vô luôn, buồn quá. Rồi thì bây giờ tụi nó đang đấu đá với nhau rất chi là căng thẳng anh em ơi. Bây giờ trời cũng tối rồi. Bây giờ là tem Quy Trần quyết giống như là quyết định gỡ kèo nha anh em ơi. Đó bây giờ tem mưa là đang ăn anh em ơi. Rồi bây giờ là banh ra ngoài rồi. Bây giờ là giống như là tem bảy như khoảng trống quá trời anh em ơi. Rồi xúc vô. Mẹ khó chịu quá anh em à. Bên tem Quy Trần nãy giờ ghi bàn nhiều quá cái chuẩn luôn anh em ơi. Rồi bây giờ là Tấn Lộc, là Tấn Lộc chuyền cái Đức Cống nè. Đức Cống làm gì đây? Gịch lại quá hay luôn. Rồi, xúc. Trời ơi, trời ơi, mà không cho anh em ơi. Quá chi là uổng luôn anh em ơi. Rồi bây giờ làm gì đây? Rồi, ơi, ơi. Không chụp. Đó thì anh em thấy không, tụi nó chửi nhau như là xây lát vậy anh em à. Đó thì anh em cũng biết là cái độ căng trong cái mưa là cái trận này nó kinh khủng đến. Đúng không? Thì anh em nhấn like giúp mình đi anh em ơi, để mình có động lực ra nhiều clip hay cho anh em xem nha. Rồi, bây giờ đây là vị trí của Hịnh Bò nè. Hịnh Bò dẻo qua Mốt Cừ nè. Xong rồi dẻo qua Đức Cống nè. Không dẻo Đức Cống, Quy Trần xúc vô. Khó chịu quá trưởng anh em à. Thế tem Quy Trần nãy giờ Quy Trần xúc vô nhiều quá cái trưởng luôn. Rồi bây giờ Đức Cống xúc nè. Đúng, nhưng mà không vô nha anh em ơi. Đó, đây là đúng, nhưng mà không vô nha anh em ơi. Rất tiếc cho tem bạn luôn anh em à. Đó, thì bây giờ là trội lên nè. Rồi, Đức Cống nè, Đức Cống làm gì đây? Rồi, bây giờ là Đức Cống đối đầu với Hịnh Bò. Hịnh Bò làm gì đây? Rồi, dẻ qua Đức Cống quá hay luôn. Dẻ Quý một ngón nhưng mà không dẻ được Quý một ngón. Rồi, bây giờ là quá trời hay Chí ơi, quá hay luôn. Rồi, bây giờ là cố lên, quyết liệt lên. Bây giờ ai cũng biết bạn cho bạn chơi thoải mái đi. Rồi, bây giờ là Thiên.
Rồi chị cứ đứng cống xử lý đi. Rồi không xử lý được cú bông anh em à. Quá chi là yếu kém luôn anh em ơi. Rồi bây giờ làm gì đây? Rồi hình bo nè. Hình bo làm gì đây? Hình bo xúc nhưng mà không xúc nha anh em ơi. Đó chuyền cho với mình là Quy Trần. Quy Trần làm gì đây? Xúc trời ơi chúng sàn ngang anh em ơi. Mé khá chi là xui luôn anh em à. Rồi bây giờ nè. Rồi múa ba lê với chúng tôi nè. Múa ba lê nè. Bắt cái banh là mua liền anh em ơi. Đó bây giờ là làm gì đây? Bình tĩnh nha anh em ơi. Rồi bây giờ làm gì đây? Không vô. Trời ơi trời, hủ môn phải gọi là như vậy mới gọi là hủ môn cho tem quý 11 con nha anh em ơi. Quá chi là hay luôn anh em ơi. Đó thì đây là trận 1 thôi nha anh em ơi. Chạy đi chạy đi. Trận 2 rất chi là gay cấn luôn vì anh em xem em vững thả nha. Pha này là nước cống nước vô luôn hết giờ luôn anh em à. Tôi với thằng nước cống là giữ được cái cúp rồi. Hạnh bò với Quy Trần hôm nay là không có đi hả anh hay đâu ta. Là thua rồi. Hôm nay Đức Cống gánh tem nha anh em ơi. Thì bây giờ tôi sẽ đi đá chặn 2 nha anh em. Ok. Bây giờ tôi với Quang Thịnh Lụ sẽ đi qua cái sân thứ 2 để mà đá cái chặn thứ 2 cho anh em xem nha. Tại vì anh em kêu là anh Quý quay dài lên thì tôi sẽ đá 2 chặn quay cho anh em xem nha. Thì anh em nhớ nhấn like giúp mình nha. Bây giờ tôi với Quang đi đây. Rồi thì tôi sợ mưa anh em sợ bệnh cái tôi vô hôm nay tôi mua áo đá banh luôn. Thì bây giờ tôi lại sân banh nha. Rồi thì bây giờ thì tôi đến sân banh 2 rồi nha anh em ơi. Tao mày đánh như ngu như bồ ấy, mày được vào đá tao không được. Rồi bây giờ là bắt đầu trận đấu thứ hai nha anh em ơi. Thì cái kèo này khá chi là căng thẳng luôn anh em à. Thằng Đức Cống nó cáp kèo toàn là giống như là người xăm mình đó anh em ơi. Thì tôi bị gãy anh em ơi, tại vì á tôi giống như là lúc đó có bị gãy tay hay một lần rồi đó anh em. Nên tôi đá trận này tôi đá thôi bị gãy anh em mà tôi sợ quá cái chưởng luôn anh em ơi. Đó anh em thấy gì chưa? Anh đấu vàng xuống chế banh vô cái đầu của người anh đèn một cái đùng một cái luôn anh em ơi. Đó anh em thấy không? Đó thì mấy anh này lớn quá cái chưởng luôn mà giống như kiểu là xăm mình đó anh em. Tôi kiểu nhìn tôi ghét anh em à. Đó. Thôi bây giờ là cứ bình tĩnh và xử lý nha. Bây giờ xúc. Quá hay luôn anh em ơi. Rồi giờ là tôi là người ghi đầu chứ là ghi bàn đầu tiên nha anh em ơi. Đó. Bây giờ là dễ quá hai người là đánh. Trời anh em thấy chưa? Người ta vô băng giống như là khét quả anh em à. Đó, xúc nè, bên lẽ chụp được quá chi là hay luôn. Đó. Thì có anh em nào mà xem đến đây anh em chưa tua, anh em chưa xả đâu. Anh em comment đi bên dưới và kèm thêm cái dòng chữ là em đã xem hết video không tua không xả. Đó, anh em comment bên dưới liền nha. Để tôi biết anh em xem đến đây anh em không tua, anh em không xả nha anh em ơi. Đó anh em thấy chưa? Trời ơi trời, tôi giữ banh mà ở sau lưng nó làm thấy ghê quá cái chưởng luôn anh em à. Đó thì anh em nhớ kèm happy day nha. Tôi sẽ tặng cho giống như là 50 bạn, mỗi bạn là 590 kim cương nha anh em ơi. Tại vì shop của tôi quay ra rất chi là nhiều kim cương luôn, quá chi là hay luôn anh đàn ơi. Rồi bên tôi là đang ăn tỷ số là 2-0 rồi nha anh em ơi. Đó giờ xúc, trời ơi nhưng mà bị gỡ hết một trái nha anh em ơi. Đó thì anh em nhớ xem hết clip nha anh em ơi. Thì một hồi anh em là giống như là mấy anh bên đây giống như là kiếm chuyện phú lê anh em à. Đó bây giờ anh em nhìn nè. Trời ơi trời, anh đấu vàng xúc luôn kìa anh em ơi. Xúc là trái nào là chất lượng trái đó anh em à. Rồi bây giờ là quý mồ ngón nè, chuyện cho Đức Cống nè. Bây giờ là Đức Cống vô sân nè. Bây giờ Đức Cống ra bên đây. Đức Cống xúc nhưng mà không vô nha anh em ơi. Má cay dữ trời. Rồi bây giờ là bình tĩnh nha. Rồi bây giờ là quý mồ ngón. Quá hay luôn. Rồi rồi bây giờ là bình tĩnh nha. Thì tôi thấy mấy anh này giống như là xăm mình tôi ghét anh em à. Anh em nhìn vô banh giống như là quyết liệt lắm anh em à. Xúc nhưng mà không vô nha anh em ơi. Bị giống như là bị tôi đỡ ra rồi. Không gần. Gừng có na có họ, có sới có họ hoàng gắn, có đời giờ đổ biển leo, có loài nghe bổ hoặc cắn, có loài ăn không nói có, có loài được không được hạ câu. Thì cười, ta thì bắt, bình lấy nháo luôn rồi anh em á. Rồi bây giờ là bình tĩnh xử lý nha anh em ơi. Đó trời, anh nói vàng vô căng đét chưa ta. Rồi bây giờ ơi đừng nói sụt được vô nữa nha. Trời ơi trời, nhém nó vô nữa rồi anh em ơi. Rồi bây giờ là quý một ngón làm gì đây, quý một ngón dẻo một người xong rồi bị mắc banh anh em ơi. Rồi lại tiếp tục anh nói vàng anh em à. Trời ơi trời, tôi tưởng đâu vô nữa chứ anh em. Mẹ tôi tưởng đâu vô nữa là hơi bị ảo ma Canada rồi nha ông nội. Rồi bây giờ là mình gọi anh nói vàng nữa hả? Hay quá. Trời ơi trời, vô nữa trời. What the fuck? Cái gì vậy trời? Cái pha này tôi bị chóng luôn em mà. Tự nhiên cái xúc là vô, tôi chả hiểu kiểu gì anh em ơi. Đó bây giờ là ba điều rồi anh em ơi. Rồi xúc. Rồi cái gì vậy trời? Bên tôi lại thua một trái anh em ơi. Mẹ căng thẳng quá, tại vì anh em biết sao không? Tại vì mấy người bên kia xăm mình anh em, tem tôi nó cũng hơi kén, nó cũng vô banh cũng hơi chậm chậm xíu anh em. Thì bây giờ là bình tĩnh nha. Rồi bây giờ đây là vị trí của Bình Lé nè. Bình Lé làm gì đây? Rồi Bình Lé chuyền cho Hanh Đàn nè. Hanh Đàn làm gì đây? Rồi bây giờ là Hanh Đàn chuyền cho ai đây? Chuyền cho Hịnh Bò. Rồi Hịnh Bò làm gì đây? Hịnh Bò chuyền cho Đức Cống nè. Đức Cống xử lý thế nào đây? Chuyền cho Hằng Phú nè. Quá hay. Rồi rồi bị chụp lại luôn rồi anh em ơi, bị chụp lại. Rồi bây giờ là bình tĩnh nha anh em ơi. Đó bây giờ là tem tu hô. Ê ê anh nói vàng kìa, Bình Lé. Trời ơi trời, Bình Lé mà không cảm khái được cái pha đó là vô nữa anh em ơi. Má Bình Lé chơi hôm nay máu chiến dữ người ta.
Rồi bây giờ là bình tĩnh nha anh em ơi. Đó một hồi anh em nhìn mình lé như là ghim mình luôn anh em à. Đó đá là cụ chỏ hột lai gì tùm lum hết trơn nha anh em ơi. Đó bây giờ là đây là bình tĩnh nè. Rồi mình lé nè. Trời ơi mình lé nó té giả chăng dữ không nổi. Trời ơi người ta đụng có xíu té rồi cha. Rồi bây giờ là Hanh Đàn nè, Hanh Đàn làm gì đây? Rồi bây giờ Hanh Đàn chi. Rồi bây giờ bình tĩnh nha. Rồi. Rồi trời ơi anh em thấy chưa? Trời ơi là Hữu Môn tôi bị ghé nhưng mà Hữu Môn anh em không? Nó sợ là nó kiểu nó bị sồn liền anh em thấy không? Rồi bây giờ là Đức Cống nè. Bây giờ là team tôi giống như là bắt đầu hai anh chí vô nha anh em ơi. Đó để cho nó hậu vệ nha. Rồi Đức Cống xuống xa nhưng mà không vô. Đó. Thì bây giờ là bình tĩnh nè. Rồi áo đen nè, tiếp tục áo đen nè. Rồi, bây giờ làm gì đây? Rồi, chị về Hữu Môn xuống vô luôn. Đậu xa não mà cái đa đa thì con nội ơi. Đó thì bây giờ là bình tĩnh nha anh em ơi. Rồi bây giờ quyết định à, hay quá Đức ơi. Bây giờ Đức Cống làm gì đây? Đức Cống truyền cho Hạnh Bà nè. Hạnh Bà xúc. Trời ơi nhưng mà không vô nha anh em ơi. Đó khá chỉ là căng thẳng luôn nha anh em ơi. Rồi bây giờ là Chí làm gì đây? Chí truyền cho giống như là về Hữu Môn nè. Rồi Hữu Môn làm gì đây? Hữu Môn truyền lên. Rồi làm gì đây? Truyền lên. Rồi bên kia bắt được cái banh nè anh em ơi. Đó bây giờ là bình tĩnh xử lý nha. Rồi lấy biên. Rồi bây giờ là Hạnh Bò làm gì đây? Hạnh Bò giữ banh chèn cho giống như là Bình Lé. Trời ơi Bình Lé dậm chân người ta rồi, người ta ghim mày gọi Bình Lé ơi, mày to mày gọi Bình Lé ơi. Rồi căng rồi anh em ơi, căng rồi. Rồi. Trời ơi anh em thấy gì chưa? Thế căng rồi anh em ơi. Đó, Bình Lé ơi mày đạp chân người ta làm chi, người ta vô bảo kìa cha ơi. Rồi tôi thấy là tôi ghén rồi anh em ơi, Rồi trời ơi. Người ta vô banh quải chữ luôn anh em ơi, xong Bình Lé rồi anh em ơi. Tôi nói anh em là Bình Lé một hồi là nó ghim mình anh em ơi. Đó bây giờ là bình tĩnh nha, có anh em nào đang cùng như tôi không? Rồi bây giờ là làm gì đây? Hỉnh Bò xúc, quả chi là đẳng cấp luôn Bình Lé ơi. Ủa lộn Đức Cống ơi. Rồi bây giờ quy trời ơi trời mé, Hỉnh Bò đánh đầu nhưng mà không vô nha. Rồi bây giờ làm gì đây? Rồi Hỉnh Bò. Rồi quá trời anh em ơi, quá trời quá đất rồi mé, ông áo xám này vô banh quá chi là căng hẳn luôn. Rồi bây giờ là Bình Lé nè. Rồi Bình Lé lần hén được giống như là bên kia rồi. Rồi Chí xúc. Trời không ơi. Vô nha anh em ơi, nghe căng quả chuẩn luôn. Rồi giờ Bình Lé làm gì đây? Rồi Bình Lé làm gì đây? Rồi chuyện về cho Đức Cống nè, hết dám giữ banh nè anh em ơi. Bây giờ mà giữ banh là có hiện tượng là bị gãy chân nha anh em ơi. Đó bây giờ là bên kia nè, xúc. Nhưng mà chưa vô nha anh em ơi. Nhưng mà chưa vô nha. Rồi quá chi là hay luôn. Rồi bây giờ Bình Lé nè. Trời ơi trời rồi. Bình Lé bị chơi quá trời anh em ơi. Tôi nói với anh em là người ta cay lắm mà anh em mà tôi nói thiệt. Anh em mà vô đây là anh em ghén luôn anh em ơi. Trời ơi đỡ banh bằng ngực bị mắc hở luôn nè anh em ơi. Đó bây giờ anh em xem anh em đừng có xả nha, tôi nói anh em là gây cắn lắm ơi. Hỉnh Bò làm gì đây? Xúc rồi khéo quại cái chưởng luôn anh em ơi. Đó bây giờ là trời ơi anh em thấy vô trí không anh em? Trời ơi tôi nói anh em là căng đét đèn đẹt luôn anh em à. Rồi bây giờ là bình tĩnh nha anh em ơi, bây giờ là bình tĩnh xử lý nha. Rồi bây giờ Đức Cống nè, Đức Cống xúc mà không vô nha anh em ơi. Căng đét quá anh em à, tôi thấy là căng lắm mà anh em ơi. Rồi trời ơi bình tĩnh thôi. Rồi Hữu Môn bên tôi là cũng gán dữ lắm mà anh em ơi, xúc nhưng mà không vô nha anh em ơi. Tôi nói anh em là căng hẳn quả cái chuẩn luôn anh em, để cho thêm quả nhạc cây cắn đi anh ơi. Rồi bây giờ là bình tĩnh nè, Hỉnh Bò xúc mẹ khéo quả nhẹ nhàng tình cảm thôi anh em ơi. Rồi bây giờ là Đức Cốc nè, Đức Cốc làm gì đây? Xúc bình Phú Lê hay mẹ, hay quá Phú Lê ơi. Mẹ quá trời hay rồi anh em ơi, có anh em nào mà xem mà chưa xả cái khúc nào đâu anh em comment liền cho tôi biết đi anh em ơi. Để mình có động lực ra nhiều clip dài như thế này cho anh em xem nha. Rồi bây giờ là Chí làm gì đây? Rồi Chí truyền về cho Hữu Môn nè. Hữu Môn xúc lên. Xúc lên cho Đức Cống, Hỉnh Bò xúc nhưng mà không vô nha anh em ơi. Mẹ bình tĩnh thôi Chí ơi. Rồi truyền cho Hỉnh Bò nè, Hỉnh Bò truyền cho Phú Lê xúc. Mẹ đẳng cấp luôn Phú Lê ơi. Gán án cái tem này đi về lẹ lẹ ông nội ơi. Má cái này mà đi về mà kiểu rồi xúc vô tiếp tục đó anh em ơi. Cái này mà kiểu người ta hu người ta cay anh em, xong người ta đi về người ta chặn đường người ta quýnh là hứa gì mà chịu nổi luôn anh em ơi. Đó anh em thấy chưa, vô băng là phải như vậy anh em ơi. Căng đèn đét đèn đẹt luôn anh em à. Phú Lê nãy giờ lúc nãy giờ xúc vô nhiều với người ta xúc rồi vô luôn anh em ơi. Trời anh đó xăm mình đồ thấy ghê quả cái chỗ anh em ơi, xăm hai cái chân rồi bích dịch luôn anh em à. Rồi vô luôn anh em ơi. Thế bây giờ là tôi ghép những pha highlight cho anh em xem anh em. Đó thì anh em xem cho anh em đừng có đỡ chén nha. Rồi bây giờ là bình tĩnh nè. Rồi truyền về cho Hữu Môn nè. Hữu Môn làm gì đây? Rồi tự xúc vô luôn. Rồi tôi nói anh em là tem bên kia là giờ là tôi nói anh em là đang cay dữ lắm anh em à. Đó bây giờ bình tĩnh nè Bình Lé ơi, mày truyền lẹ đi không thôi là cái chân mày nó rất gãy đó Bình Lé ơi. Mày ngồi mày dễ hoài là thôi gãy rồi Lé ơi. Rồi Bình Lé truyền cho giống như là Chí nè. Rồi Chí mắc banh nè anh em ơi, xúc khéo chưa đi, hay quải cái chuẩn luôn nha anh em ơi. Đó bây giờ là bình tĩnh nha, bây giờ bình tĩnh nha.
Rồi, bây giờ là rồi vô quyết liệt rồi anh em ơi. Rồi vô quyết liệt rồi. Rồi. Ơi. Bình tĩnh thôi. Rồi vô luôn anh em ơi. Hé, tên bên kia cũng đá khá chi là hay luôn nha anh em ơi, chứ không phải là đá dở nha anh em ơi. Trời, vô banh gì nữa tôi nói anh em là trượt. Kinh quả trưởng luôn anh em ơi. Xúc. Nghe tôi giờ là tôi có banh là tôi xúc, tôi không có kiểu dễ anh em ơi, dễ là bị mắc banh liền anh em à. Rồi. Trời trượt luôn anh em ơi. Rồi. Đúng rồi. Hay quá, quý bọn nó ơi, tôi tự xúc vô, tự khen tôi luôn em ơi. Rồi, xúc vô. Quá hay hình bờ ơi, quá hay hình bờ ơi. Nãy giờ tem tôi xúc vô hơi bị nhiều đó em à. Đó, bây giờ là bình tĩnh nha. Bây giờ là quý một nó nè. Quý nó xúc. Nhưng mà trời chút vô cái đầu của người ta luôn em ơi. Chơi xong tôi rồi anh em ơi. Rồi ôm cái đầu luôn rồi anh em ơi. Tôi nói anh em là xong rồi. Rồi bây giờ là bình tĩnh nha. Rồi Phú Lê nè. Phú Lê làm gì đây? Rồi xúc vô luôn, hé bị lòng háng anh em ơi. Cây dưới trời. Rồi bây giờ là rồi xúc vô nữa luôn anh em ơi. Xong rồi anh em ơi. Rồi bây giờ anh nói xanh này, nãy giờ tôi thấy là cũng hơi hài hài chút xíu anh em ơi, mà có một cái là hơi chơi xấu nha. Rồi bây giờ là bình tĩnh nè. Rồi trời đá tùm lum hết trơn luôn anh em ơi. Rồi bây giờ là bình tĩnh nè. Quý món nè, quý món xử lý thế nào đây? Rồi quý món làm gì đây? Quý 11 có làm gì đây? Quý món dích lên. Nhưng mà quá chi là mạnh anh em ơi. Rồi bây giờ là Văn Đông nè, Văn Đông xúc. Rồi vô luôn anh em ơi. Nghe bắt đầu tem người ta là gỡ kèo rồi anh em ơi. Rồi hình bò làm gì đây? Rồi bị bắt bài anh em ơi, hình bò. Trời ơi, hình bò gạt chân đó mày. Đâu có được. Trời ơi, bà tránh ơi. Rồi bây giờ là hình bò là chơi là không thể lay nha anh em ơi. Đó bây giờ là bình lé như là đau chân hết trơn rồi anh em à. Đó đi ra sân rồi anh em ơi. Đó. Thì bây giờ là bình tĩnh và xử lý lại nha anh em ơi. Đó thì thanh niên này tôi cũng chả hiểu là nó đá cái gì, tự nhiên nó truyền về cái cho người ta xúc vô luôn anh em. Ảo mà Canada la la thiệt ông nội ơi. Đó thì giờ là bình tĩnh nha. Rồi. Hình bò hay quá hình bò ơi. Nãy giờ hình bò xúc vô là cũng hơi nhiều nha anh em ơi. Đó giờ truyền về Hữu Môn nè. Hữu Môn bắt banh tự nhiên nó vô luôn anh em ơi. Tôi nói anh em là chả hiểu sao mà tự nhiên cái nó vô luôn anh em ơi. Đó bây giờ xúc nè. Rồi trời góc chữ A nhưng mà Phú nó chụp được nha anh em ơi. Đó trời anh em thấy chưa? Xăm mình bích cái chân hết trơn kìa anh em thấy không? Rồi Phú Lê. Phú Lê lại đây, Phú Lê coi xử lý được không? Rồi, hai em nổi này tấu hại gì đây? Hai em nổi này tấu hại. Trời ơi là chả làm gì vậy trời. Thôi bây giờ là bình tĩnh nha. Mẹ đá cái gì mà lăn lắm. Tự địch kìa. Trời siêu phẩm anh em. Trời đá ra ngoài nhưng mà có đồng đội đá vô anh em à. Đó, bây giờ là bình tĩnh nha. Rồi. Quá trời quá đất. Thôi anh em ơi, bây giờ là tôi ghén anh em ơi, tôi sợ lắm rồi anh em ơi, tôi là chuẩn bị ra sân rồi nha anh em ơi. Nhỏ rồi xúc vô luôn anh em ơi. Né cái này mà đá mà kiểu mà mình cũng chơi quạo cũng như quạo người ta luôn anh em, là tôi nói anh em là có hiện tượng đó anh em à. Trời ơi. Trời ơi. Rồi anh em ơi. Vừa nói luôn anh em ơi, người ta cũng nói rồi, hồi người ta kiếm chuyện rồi nghe không em, người ta quạo là người ta kiếm chuyện rồi. Tôi ghén rồi anh em ơi. Bây giờ là tôi ghén rồi. Xong rồi. Ê Bình Lé sao nãy mày bị lớn dữ vậy? Bên kia ta bự quá trời bự rồi. Tôi giờ tôi bị giãn dây chằng luôn anh em ơi. Đá hết được luôn rồi. Thì sao ngồi buồn vậy? Quá cay quá. Cũng được đá. Rồi bây giờ là bắt đầu là chơi xấu Phú Lê rồi anh em ơi. Nó giống đợt trước nữa rồi anh em ơi. Đó bây giờ là tôi cứ đá bình thường thôi nha anh em ơi, tại vì bây giờ cự cũng có làm được gì đâu anh em, tại vì bên kia người ta xăm mình, người ta ngồi nó một đống ở bên đó kìa anh em. Trời ơi xúc vô chân nhân gòm á kìa anh em. À, tôi nói anh em chúng nhân gòm mới nghĩ đá banh luôn anh em à. Đó cái mỏ là xẹp lép luôn anh em ơi. Rồi bây giờ là bình hình bò nè. Rồi đá kỹ thôi. Rồi hay quá nhân gòm ơi. Rồi bây giờ là bình tĩnh thôi, đá lại cẩn thận nha anh em ơi. Chứ tôi nói anh em là trời ơi xúc vô luôn rồi anh em ơi. Rồi bây giờ là bình tĩnh nha anh em, bình tĩnh nha, đừng có lại mà hô nha. Rồi bây giờ là trời ơi nè, thanh niên áo xanh này chơi xấu quả anh em, mà nãy giờ là tôi thấy là chơi xấu quả anh em, mà chơi ủi lắng hoài anh em ơi. Đó trời gì đây nè, cởi áo luôn anh em ơi. Nè đá cái gì mà đá xấu mà còn kiếm chuyện người ta nữa anh em à. Sao tôi gặp nhiều những cái trường hợp như thế này hoài, không biết có anh em nào đá banh anh em có gặp những cái trường hợp như thế này không anh em, chứ tôi thấy nhiều dữ lắm luôn anh em à. Đó bây giờ là rồi bên kia giữ banh này làm gì đây, chiên rồi xúc vô rồi nhưng mà không vô nha anh em ơi. Nghe anh em, sao tôi đá banh tôi gặp những cái trường hợp đá hua xong rồi quạo như thế này với anh em à. Trời ơi đá Phú Lê nãy giờ tôi nói anh em là người ta cay Phú Lê cái gì anh em à. Cái này mà đi về mà chặn đường mà quýnh một cái là thôi xong luôn anh em ơi.
Rồi bây giờ là bình tĩnh nha, tôi sẽ gán với mưa là kêu thằng Nhân Gồm là quay hết clip này cho anh em xem nha anh em ơi, để cho anh em xem với mưa là cho anh em biết như thế nào nha. Đó thì anh em đừng quên giúp tôi nút like để mà tôi có động lực ra nhiều clip hay hơn cho anh em với mưa là cho anh em xem nha. Rồi bên kia là tiếp tục vô luôn rồi anh em ơi. Đó bây giờ là bình tĩnh nha. Má ơi, nó xúc vô chân người ta con kệ anh em. Thôi cái này là tôi thấy là dữ lắm rồi anh em ơi, cái này là tôi chắc tôi kêu Phú Lê ga quá anh em à. Một hồi là có đánh lộn thiệt anh em à. Đó anh em thấy không, xăm mình được bích chịch hết trơn anh em à. Tôi nói anh em là gán anh em ơi, bây giờ là tôi gán anh ngồi ở ngoài. Rồi lần này là nó xô thiệt luôn rồi anh em ơi. Ê, lần này là mấy anh ngồi ở ngoài là mấy anh đó giống như là căng thẳng luôn nha anh em ơi. Rồi chủ sân nói hết giờ luôn rồi anh em ơi. Xong rồi. Làm gì đó xấu vậy? Nó đẩy tao xô tao quá trời luôn kìa. Sao vậy? Tao nè, nhìn nó đẩy tao vậy chân tao kỳ nhắc luôn rồi. Má quả đạn bắt kèo kỳ trời. Đường banh mà vô là mày xác định mày cái chân mày không còn đâu nha cha. Thôi giờ đi về mới chơi. Cái này xăm mình thấy ghê quá à. Thôi đi về. Nó đứng ngoài kìa anh em ơi. Cái đầu xanh nó đó. Cái gì vậy? Cái gì trời? Cái gì trời? Má đá xấu nó làm gì nữa vậy? Thôi mày. Cái đậu xanh á. Chú xanh vậy nè. Đá xấu không cả xong rồi giờ nó còn hâm nữa chứ. Thôi rồi. Thôi giờ tụi tôi đi về nè.